bắt đầu giải mã dữ liệu từ hộp đen của máy bay rơi tại Indonesia. Phát động sáng kiến hộ chiếu vaccine kỹ thuật số. Toyota bị phạt 180 triệu đô la Mỹ do vi phạm quy định khí thải. Thưa quý vị, ông Lim Chok Hoi, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mới đây đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Brunei. Tại cuộc gặp, hai bên cam kết nâng tầm quan hệ ASEAN-Trung Quốc thông qua kế hoạch hành động 5 năm và hàng loạt sự kiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Ông Vương Nghị cho rằng quan hệ Trung Quốc-ASEAN là quan hệ năng động và hiệu quả nhất, đồng thời đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Trung Quốc cũng sẵn sàng tăng cường phối hợp với ASEAN trong lĩnh vực y tế, vấn đề vaccine ngừa COVID-19 và xây dựng quan hệ đối tác kinh tế xanh. Năm nay, ASEAN sẽ tập trung vào xóa đói giảm nghèo, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cam kết tự do thương mại với Trung Quốc nhằm phục hồi kinh tế khu vực. Bà Laura Rosenberger, một chính sách kỳ cựu của Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng, người từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của ứng cử viên Hillary Clinton, sẽ được lựa chọn giữ vai trò cố vấn cấp cao về Trung Quốc tại Nhà Trắng trong chính quyền sắp tới. Trước đây, bà đã từng là người phụ trách vấn đề Trung Quốc và Hàn Quốc tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và giữ các vị trí khác nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Quan hệ với Trung Quốc sẽ là một trong những thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Về vấn đề này, thì ông Joe Biden từng khẳng định sẽ phát triển quan hệ mang tính xây dựng chung với Trung Quốc. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia đã tải thành công dữ liệu từ hộp đen ghi lại hành trình của chiếc máy bay Boeing 737-500 bị rơi xuống vùng biển Java ngày 9 tháng 1. Các thông số trong hộp đen đều trong tình trạng tốt và được thu lại từ nhiều hệ thống khác nhau của máy bay, trong đó có đường bay, tốc độ, động cơ máy và cánh của máy bay. Báo cáo điều tra sơ bộ sẽ được công bố 30 ngày sau tai nạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện đã xác định được danh tính của 12 trong số 62 nạn nhân trên máy bay. Trong khi đó, thì giới chức nước này cũng cảnh báo về nguy cơ sóng thần sau khi có ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương do trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra ở tỉnh Tây Sulawesi. Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được triển khai trên toàn cầu và dự kiến sẽ kéo dài trong suốt cả năm 2021. Một liên minh các công ty công nghệ và các tổ chức y tế có tiếng trên thế giới vừa công bố sáng kiến cấp giấy chứng nhận vaccine. Theo đó, người được cấp giấy chứng nhận này có thể sử dụng điện thoại thông minh để chứng thực việc bản thân đã được tiêm vaccine. Mayo Clinic, Microsoft, Oracle và Salesforce là những công ty đầu tiên tham gia sáng kiến cấp giấy chứng nhận vaccine kỹ thuật số. Liên minh này cho biết nhóm sẽ nâng cấp các tiêu chuẩn những bản sao kỹ thuật số được mã hóa giấy chứng nhận tiêm vaccine để nó có thể được lưu trữ trong ví điện tử. Hộ chiếu vaccine là một cách thức để hỗ trợ mọi người khôi phục trạng thái bình thường hóa, đi làm, đi học, tham dự các sự kiện và đi du lịch. Mục tiêu của sáng kiến là trao quyền cho các cá nhân tiếp cận hồ sơ tiêm chủng kỹ thuật số của họ và đồng thời hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới trong việc mở rộng tương tác dữ liệu y tế toàn cầu. Mặc dù nhiều người dân ủng hộ việc sử dụng điện thoại thông minh để theo vết COVID-19, song cũng tồn tại những lo ngại công cụ này có thể được sử dụng cho mục đích theo dõi hoặc giám sát. Ngoài ra, không phải bất cứ người dân nào cũng chấp nhận việc tiêm vaccine. Chẳng hạn, theo khảo sát của tờ Thời báo New York, chỉ có khoảng 58% người Mỹ nói rằng họ sẵn sàng tiêm vaccine. Đây chính là vấn đề lớn. Việc phân phối vaccine hiện nay vẫn còn chậm và không đồng đều giữa các nước, trong khi ai cũng có nhu cầu đi lại hay du lịch. Có những nơi thì yêu cầu người lao động phải có hộ chiếu vaccine mới được đi làm, như vậy là không công bằng. Tuy nhiên, các ứng dụng về hộ chiếu vaccine vẫn được kỳ vọng được đưa vào sử dụng trên diện rộng trong nửa đầu năm 2021 như một điều kiện đi cùng với vaccine để giúp đưa các nền kinh tế trở lại giai đoạn bình thường nhanh hơn. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản sẽ phải nộp phạt 180 triệu đô la Mỹ do vi phạm các quy định về báo cáo lượng khí thải.
Toyota đã bị cáo buộc về việc chậm trễ nộp 78 báo cáo lỗi của hệ thống khí thải ô tô theo quy định của đạo luật không khí sạch. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành vi của Toyota có thể dẫn đến việc trì hoãn, né tránh thu hồi các xe liên quan đến vấn đề khí thải để thu được lợi ích kinh tế. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến việc vi phạm quy định về báo cáo và Toyota cũng đã cam kết tuân thủ quy định này trong tương lai. Ủy ban chính sách du lịch quốc gia của Thái Lan vừa phê duyệt những hướng dẫn về việc thu phí du lịch đối với du khách quốc tế. Mỗi du khách nước ngoài sẽ phải nộp khoản phí 300 baht, tương đương với 10 đô la Mỹ. Mục đích của việc thu phí nhằm quản lý các điểm du lịch địa phương, cung cấp quyền lợi bảo hiểm cho khách du lịch nước ngoài. Khoản phí 300 baht sẽ giúp các du khách khi đau ốm hay bị thương sẽ được chăm sóc y tế đầy đủ. 34 baht trong đó được dùng để mua bảo hiểm cho du khách. Đại học Harvard mới đây đã phát triển cá robot mini có tên là BlueBot. Trong tương lai, loại cá robot này có thể thám hiểm đại dương hay tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, chúng có khả năng giám sát môi trường và kiểm tra cơ sở hạ tầng. Cá robot được trang bị 2 camera ở mắt và 3 đèn LED xanh trên thân. Những con cá robot siêu nhỏ này được tạo ra bằng công nghệ in 3D, có chiều dài 10cm và bơi bằng cách vỗ vây thay vì dùng chân vịt. Một chú chim bồ câu hiện đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông thế giới và đặc biệt là của Australia sau khi được cho là đã lập kỳ tích vượt qua Thái Bình Dương, di chuyển suốt hơn 14.000 km từ Mỹ đến Australia. Tuy nhiên, chú chim này cũng đang khiến giới chức Australia đau đầu khi đến nước này mà không qua quy định kiểm dịch nghiêm ngặt, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm. Ông Kevin Celibert, sống ở ngoại ô Melbourne, Australia, đã phát hiện ra chú chim bồ câu lạ trên khu đất nhà mình vào ngày 26 tháng 12 năm 2020. Ông cho rằng đây là con chim nuôi đã thuần hóa và quyết định tìm kiếm xem nhà nó ở đâu. Sau đó, ông đã phát hiện ra chú chim có hộ khẩu tại bang Alabama của Mỹ và được đặt tên là Joe để vinh danh tân Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Chú chim này lẽ ra phải tham gia một cuộc đua chim bồ câu vào tháng 10 năm 2020 tại Mỹ, song sau đó đã mất tích. Lần đầu tiên nhìn thấy chú chim, tôi đã cho nó một chút bánh quy. Hôm sau, chú chim lại quay lại và chúng tôi dần trở nên quen thuộc. Tôi đã nhìn thấy mã thẻ được dính trên chân chú chim và tìm ra được chú đang tham gia một cuộc thi đua chim ở Mỹ. Tôi đã thông qua một người quen để liên hệ được với chủ của chú chim. Kỷ lục thế giới về chuyến bay đường dài lớn nhất của chim bồ câu được xác nhận là vào năm 1931 tại Việt Nam. Đó là chuyến bay của một con chim bồ câu bắt đầu từ tại quận Arras thuộc tỉnh Pas-de-Calais của Pháp và kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khoảng cách bay là 11.600 km trong 24 ngày. Vậy nên quãng đường hơn 14.000 km của chú chim bồ câu lần này hoàn toàn xứng đáng được gọi là kỳ tích. Tuy nhiên, chiến công mới của con chim bồ câu bay từ Mỹ tới Australia không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông mà còn của cơ quan kiểm dịch và kiểm tra nổi tiếng nghiêm ngặt của Australia. Nếu chú bồ câu Joe đã đi cả một chặng đường dài mà không đáp ứng được những yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt của Australia, thì con đường tới đây sẽ không dễ dàng. Hoặc Joe phải bay trở lại quê hương của mình, hoặc ở lại đây và đón nhận những hệ quả có thể xảy ra. Australia nổi tiếng là quốc gia nghiêm ngặt trong vấn đề kiểm dịch động vật, thực phẩm và bảo vệ ngành nông nghiệp. Tình trạng sức khỏe của chú chim bồ câu Joe và bất cứ đối tượng từng tiếp xúc với nó tại Mỹ và trước khi nó đến với Australia vẫn còn là dấu chấm hỏi. Điều này đặt ra nguy cơ về an ninh sinh học trực tiếp đối với các loài chim và ngành chăn nuôi gia cầm tại Australia. Do lo ngại khả năng lây bệnh truyền nhiễm, quan chức này cho biết có khả năng chú chim nói trên phải bị tiêu hủy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.